Ok. Rồi. Giờ bắt đầu đi học nhạc lý nè. Em học em ghi lại nha, em ghi lại chứ bây giờ trong cái này anh chưa có soạn ra đủ dữ liệu hết. Dạ được. Em có thấy cái đồ re mi fa sol la si do mà nửa cung một cung đó là biết không? Dạ biết. Biết. À, Dạ. cái giọng đô trưởng là cái giọng mà nó song song với giọng la thứ. Dạ. Đô trưởng nó sẽ song song với la thứ. Nó song song là nó như thế nào? Có nghĩa là đô trưởng và la thứ nó hoàn toàn không có một cái dấu hóa, dấu đồ gì hết trơn. Hiểu không? Rồi, cái số nửa cung và một cung nó có công thức khác nhau. Không 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 khác nhau gì mà các vị trí thôi. Thí dụ như từ đồ re mi fa sol la thì ở trong này nó có hai cái nửa cung là mi fa và si đô. Ok. Bây giờ giải thích cái đồ trưởng là chút xíu, cái là thứ nó y chang vậy hết. Rồi bây giờ cái công thức hợp âm trưởng là gì, hợp âm thứ là gì, em có biết không? Dạ, công thức là Hmm? chưa. Chưa, ok. Hợp âm thứ, hợp âm trưởng. Thí dụ như hợp âm trưởng nè, hợp âm đô trưởng. Em thấy bậc 1, bậc 3 và bậc 5. Đặc là hồi đây là cái hợp âm triad. Hợp âm triad nó sẽ dựng từ ba bậc, nó là hợp âm cơ bản. Đô, mi, son. Thì cái quãng ba đầu tiên nó sẽ có hai cung. Quãng ba thứ hai nó sẽ có một cung rưỡi. Đó là cái hợp âm trưởng. Nhớ như vậy, cứ nhớ ba cái hai cái quãng đầu tiên nó là cái hợp âm trưởng, quãng thứ hai nó là hợp âm, nó là một cung rưỡi, thì nó sẽ chồng lên nhau hai cung một một cung rưỡi thì nó sẽ ra cái hợp âm trưởng. Rồi như vậy cái hợp âm thứ nó là cái hợp âm như thế nào? Hợp âm thứ nó một cung rưỡi đứng trước, hai cung đứng sau. Ok, nhắc lại nếu như nó có bị nhức đầu quá thì làm lại là hợp âm thứ, hợp âm trưởng. Hợp âm thứ là như thế nào, hợp âm trưởng là như thế nào, hợp âm thứ hay là hợp âm trưởng gì đó cũng xây dựng trên cơ bản là trên cái quãng năm ba bậc, bậc 1, bậc 3, bậc 5. Cái hợp âm thứ nó có quãng ba thứ đứng trước, quãng ba trưởng đứng sau. Quãng ba trưởng hai cung, quãng ba thứ một cung rưỡi. Còn hợp âm trưởng nó có quãng hai, có quãng ba trưởng đứng trước và quãng ba thứ đứng sau, nó ngược lại với hợp âm thứ, đúng không? Rồi để nghiền ngẫm đi cái này đã, rồi bắt đầu anh mới vô anh chỉ cái việc khó hơn. Bây giờ hỏi hợp âm thứ là gì, hợp âm trưởng là cái gì thì cái đã. Chụp lại nè, hợp âm thứ là gì, hợp âm trưởng là gì? Hả? Chưa hiểu thì anh nhắc lại thôi, không có gì đâu. Biết nói làm sao chứ em không biết được nói làm sao. Hợp Em hiểu cái đề mà em không biết được nói. âm thứ hay là hợp âm trưởng gì đó, nó cũng hợp âm cơ bản, triad, nó cũng được xây lên ba bậc, bậc 1, bậc 3, bậc 5, quãng 5 đó. Hợp âm trưởng là cái hợp âm mà nó có quãng ba trưởng đứng trước. Hợp âm thứ là nó có quãng ba thứ đứng trước. Hợp âm trưởng nó có quãng ba trưởng đứng trước. Rồi cái quãng phía sau nó phải là quãng ba thứ. Ngược lại, hợp âm thứ cái quãng hai, cái quãng thứ nó sẽ đứng trước và cái quãng trưởng nó sẽ đứng sau. Nó ngược lại với hợp âm trưởng, cái hợp âm trưởng là quãng trưởng đứng trước, hợp âm thứ là quãng thứ đứng trước. Cái nào đứng trước thì phía sau nó phải là ngược lại, cái thứ đứng trước thì phía sau nó phải trưởng, cái trưởng đứng trước phía sau nó phải là thứ. Thì bây giờ hợp âm thứ là thí dụ hợp âm la thứ, dụ như là hợp âm la thứ rồi, đây là hợp âm đô trưởng. Nói về màu sắc thì hợp âm thứ nó sẽ tối, nó buồn, hợp âm trưởng nó sáng. La thứ là trưởng và học la thứ nè, nó buồn, nó u tối, đúng không? Hợp âm quẩn, hợp âm trưởng nó sáng lên, có nghĩa là sáng, âm sắc ở đây.
phải nghe, tập nghe, gặp học vậy. Bên đó nghe rõ không? Dạ rõ vậy. Ok, tốt. Đó, lại nha, học âm trưởng nè. Còn thứ nè. Ok. Yeah. Rồi, yeah. Nghĩa trở lại thì học âm thứ là cái học âm quản ba thứ đứng trước, quản ba thứ đứng sau. Học âm trưởng là cái học âm quản ba trưởng đứng trước, quản ba thứ đứng sau. Dạ. Thì nhớ chưa? Dạ nhớ. Rồi ok, rồi bây giờ bắt đầu vô lại cái chuyện mà học âm đô trưởng. Vậy thì trong học âm đô trưởng nó sẽ có những cái gì? Có những gồm có những cái gì? Rồi. Học âm đô trưởng em nhìn trên màn hình em sẽ thấy là học âm đô trưởng trước nha, đô mi son là từ từ đô lên mi, nó là quản ba trưởng đúng không? Nó hai cung kìa. Dạ. Yeah. Rồi, đó. Đó là học âm đô trưởng. Vậy thì bậc hai của học âm đô trưởng nó là học âm gì? Bậc hai là rê trưởng. No, tại sao là rê trưởng? Em tính coi. Rê là 1 nè, vậy là pha là 3 đúng không? La là 5. Dạ. Yeah. Rê từ, pha. Từ rê lên pha là quản gì? Rê lên pha là ở trong này quán bài. Ở trong này nó không có nốt pha thân nghe chưa? Dạ. Yeah. Đúng không? Dạ. Yeah. Vậy thì bậc 2 của nó phải là học âm rê thứ. Đúng không? Rồi, yeah. Bây giờ mình biết được cái gì? Mình biết được là trong giọng đô trưởng, trong giọng đô trưởng nha, giọng chủ á, giọng đô trưởng thì trong đó nó sẽ có xuất hiện học âm rê thứ. Ok. Dạ. Yeah. Rồi. Rồi, biết được một học âm rồi đó. Hiểu không? Dạ. Yeah. Hiểu, yeah, hiểu. Cách học này không đó. Có bị mơ hồ không? Dạ không, nghe em hiểu. Mình không cần có đi nhanh. Đó thì bây giờ trong học âm đô trưởng nó sẽ có rê thứ rồi đó. Vậy thì bậc ba của nó là học âm gì? Mi thứ. Hả? Ờ, mi mi thứ. Đúng rồi, vì sao? Dạ tại mi son si cũng có hàng gì. Mi son si cái quãng ba đầu tiên nó là quãng ba thứ. Dạ. Okay. Rồi vậy là mình có được ba học âm. Ba được ba học âm. Yeah. Rồi vậy cái quãng bậc 4 của nó là học âm gì? 4 là pha trưởng. Dạ, yeah, chính xác. Nói vậy thôi. Đó, là cái, có nghĩa là trong cái giọng đô trưởng đó nó sẽ xuất hiện những học âm đó và nó sẽ sử dụng cho tất cả thể loại nhạc hay là tất cả những bài hát. Còn thí dụ chỉ trong trường hợp nó ly điệu hoặc là nó có một cái dấu hóa bất thường nào đó thì nó mới di chuyển sang một âm khác. Thí dụ đô trưởng muốn có được rê trưởng thì cái nốt pha đó người ta phải thăng nó lên. Em hiểu không? Dạ hiểu. Đó thì lúc này cái nốt pha này nó sẽ trở thành cái nốt cái dấu hóa bất thường. Hoặc lúc đó nó sẽ mang một cái scale khác. Thì lúc đó nốt pha này nó pha thăng, nó người ta sẽ sử dụng scale Lydian. Lydian là cái gì? À, có nốt pha thăng. Hiểu không? Dạ hiểu. Thì mỗi lần như vậy mình sẽ thấm được một chút xíu rồi mới học được. Dạ. Bây giờ biểu làm như vậy mình không có nhớ được hết. Rồi qua cái bậc thứ 5 là bậc là giọng gì, là học âm gì? Son trưởng. Đúng rồi, son trưởng. Son trưởng là gồm có nốt là son, si, rê. Đúng không? Dạ. Yeah. Yeah. Son trưởng đó, ví dụ như vậy. Rồi nhưng mà lúc này người ta không, người ta muốn thêm cái học âm thêm nốt vô thì người ta đánh son, son 7 hay là gì đó, son là son, son giáng chín, ví dụ như vậy. Nhưng mà mục đích của những cái nốt đó để làm cái gì? Rồi bây giờ son 7 nó gồm có những nốt nào, em tính đi. Son, rê, pha. Son, si, rê. Son, si, rê, pha. Son, si, rê, pha. Đúng không? Những cái mục đích của son 7 là cái gì? Rồi, em nghe nè. Em nghe mục đích của son 7 nè. Anh đánh cái son 7 nha. Rồi.
Em nghe không? Em nghe. Nghe cái son 7 này nè, nó mang tính chất lơ lửng và người ta muốn giải quyết nó, hiểu không? Yeah. Nó ở một cái tính chất lơ lửng nè kìa, và người ta muốn giải quyết nó, giải quyết bằng cách nào là người ta đưa nó về chủ để cho nó thỏa mãn trọn vẹn. Nghe không? Vẫn nghe. Thì lúc đó tại sao nó bị nó được như vậy, tại nó để được làm gì nó trọn vẹn như vậy, thì lúc đó nó có cái nút si nè trong son à, phải... à, à. À? Để em xíu em nghe điện thoại. Ok, nghe đi.